Chào mừng mọi người đến với bài tập bụng thế hệ mới của Mấy Na. Nếu ngày xưa các bạn tập bụng của Mấy Na thì đã quen với những bài tập bụng nằm, thì hôm nay Na sẽ hướng dẫn mọi người một cách tập bụng hiệu quả hơn, đốt nhiều calo hơn, đó là cardio S kết hợp giữa cardio với các bài tập cơ bụng. Nào, chúng ta hãy bắt đầu cho 20 phút thật là năng lượng và đau bụng nhé. Mọi người sang phải, trái, trên cơ bụng chặt lại. Với bài tập đầu tiên, mình sẽ tập siết chặt cơ bụng cho lúc mọi người bạn. À, mọi người nhớ nhìn này cơ bụng của mình không? Thở, thở, siết chặt cơ bụng. Kết hợp đưa tay trước, về trước. Thở, thở. Tăng, tăng, tăng. Tiếp tục. 4, 3, 2. Rồi, vòng tay qua. Thở ra, đặt tay ở phía trước. Và co chân trái lên, chúng mình làm lại. Tập bụng không còn chỉ là những bài tập cho vùng rib nữa, có nghĩa là tập mà cuộn người lên, crunch, mà nó sẽ bắt đầu từ bài tập cơ trọng tâm, tập siết cơ bụng để kiểm soát cơ thể trước đã, sau đó mới đến những bài crunch. Tiếp tục lên và xuống, hít và thở, giữ người tạo thành một đường thẳng, tránh để bị võng lưng và giữ nguyên ở đây là mở hai chân ra, lặp lại. Đưa chân lên cao, thở và hít, thở và hít hai lần nữa, hít, thở, siết cơ bụng, hóp chặt bụng, hóp siết luôn nha. Tốt, giữ nguyên nào, đưa tay lên trên cao, mở lồng ngực và hạ xuống, lặp lại đổi bên. Một bài tập chỉ kéo dài 17 phút nhưng sẽ rất là hiệu quả. Rồi bật chân về, gót chân vào sát tay. Giữ ở đây, mọi người nhấp ở tư thế squat, hai chân mở rộng, ngón chân hướng ra ngoài, đầu gối mở theo hướng mũi chân, giữ lưng thẳng, ngực mở, động tác squat kích hoạt cho vùng cơ trọng tâm của chúng ta. Bài tập tiếp theo kết hợp giữa cardio và abs, đẩy người từ bên này sang bên kia nào. Nhảy, nhảy, 1, 2, 1, 2, luôn siết chặt bụng trong lúc mình nhảy, siết chặt cơ bụng lại. Rồi, co gối lên, phải, trái, phải. Mọi người nhìn ngang và thấy cơ bụng của mình siết chặt lại không? Mình không có bị võng lưng. Nếu các bạn giật lưng như này, lưng của mình di chuyển thì là không tốt nhá. Siết chặt bụng lại, 1, 2, 1, 2. Bật chân lên cao, siết chặt bụng lại, tập cho vùng cơ bụng, 1, 2. Squat. Chúng mình làm nhanh hơn. Cuộn
tròn phần lưng lại, sử dụng cơ bụng dưới để rút mông lên. Tiếp tục lên mông ở đúng tư thế squat, giữ lưng thẳng, chú ý phần thắt lưng của mình. Hai lần nữa. Last time. Tốt. Ngồi giữ nguyên ở sit up. Số 3, giữ nguyên ở sit up là một bài tập quen thuộc với tất cả các bạn. Nâng hai chân lên cao, xoay vai mở ngực, giữ thẳng hướng lồng ngực về phía trước. Nhưng mà phần xương cụt của chúng mình thì cuộn lại, ngồi hơi ngả về phía đằng sau một tí nhá. Giữ ở đây, mở hai tay sang ngang và mình giật theo nhịp nhạc. Các bạn có thể móc chân vào nhau, nhưng mình sẽ để như thế này vì khi mình móc chân có cảm giác xương hông của mình bị vẹo. Gồng cứng tay lên, đập mạnh xuống. Thở, 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 thở. Bài này sẽ quen thuộc này. Vì nếu mà ai tập bụng quen với Na sẽ quen tập những cái bài cơ bụng kiểu giữ giữ và cuộn cuộn lên như vậy rồi. Mà những bài này nó sẽ làm cho cơ bụng của mình đau, nhưng chúng mình sẽ không đốt nhiều calo. Bạn người từ bên này sang bên kia. Hôm nay Na sẽ cho mọi người tập nhanh theo nhạc. Mọi người sẽ toát nhiều mồ hôi hơn. Một, hai, một, hai. Trái, phải, trái, phải. Giữ vững chân. Vặn người nhiều hơn. Cố gắng làm theo nhịp nhạc. Tốt. Hai tay dập ngang. Tốt. Tiếp. Bốn, ba, hai. Vặn người nào. Đi. Trái, phải, trái, phải. Bốn, ba, hai. Tốt. Đưa tay lên, tay chạm chân phải. Mở ra. Chân trái, hai chân vẫn không chạm đất, tay nọ chạm vào mũi chân kia. Các bạn thở ra, nâng cả hai chân lên. Thở. Hai lần nữa, cuộn tròn thắt lưng lại nếu như bạn bị đau lưng. Tốt, xong rồi đây, giữ nguyên nào, giữ nguyên nào. Nhẹ nhàng hạ chân xuống, gập người lên cao, kéo tay về phía góc chân của mình. Đầu vẫn hoàn toàn không chạm xuống đất từ nãy đến giờ. Đầu gối tạo thành góc 90 độ. Đẩy xa chân ra một tí. Thường là mọi người hay bị kéo đầu gối về phía ngực quá, xa chân ra một tí. Tốt. Bicycle twist, khỉu tay nọ, đầu gối kia. Đổi bên. Tiếp tục nhá. Kéo căng người ra, vặn lồng ngực, hai tay chạm thái dương. Đổi bên luôn, tay nọ chân kia. Chân nào duỗi thì các bạn duỗi thẳng ra, kéo căng chân về phía bức tường ngược lại. Toàn bộ phần thắt lưng của chúng ta chạm xuống thảm. Khi chúng ta vặn, chúng ta cảm giác xé, vặn và xé căng phần bụng ra. Tốt, nhanh hơn này. Một, hai, ngồi lên, giữ lại. Một, hai, ngồi lên, giữ lại. Một, hai, ngồi lên, giữ lại. Kéo tay về phía chạm gót chân. Duỗi chân ra. Và làm lại. Tay chạm gót chân 4 lần. 4, 3, 2. Duỗi tay duỗi chân. Nhấn phần thắt lưng xuống dưới thảm. Tiếp tục. 4, 3, 2, 1. Duỗi. Lần nữa. 4, 3, 2, 1. Duỗi. Tốt. Ngóc đầu lên. Giữ ở đây là hạ chân trái lên. Phải, lên. Chân tạo thành góc chéo 45 độ. Hai tay có thể đỡ lấy đầu của mình cho đỡ bị đau. Chạm ngón tay vào đầu chứ không dùng cả bàn tay ôm đầu. Hai chân duỗi thẳng, chân xuống, lên 45 độ. Thở, hít. Ấn phần thắt lưng mạnh xuống dưới thảm. Thở, hít. Thở, hít. Hai lần nữa. Tốt. Nào, rút mông lên. Reverse crunch. Và chạm gót chân xuống dưới thảm. Và làm lại. Bắt đầu lên, rút lên cao, cuộn từng đốt sống chạm xuống dưới thảm. Tiếp. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Cuộn người lên nào. Tay chạm hạ từng chân. Một, trái, lên. Phải, hai chân cùng hạ. Đưa lên 45 độ. Lặp lại. Trái, lên, phải, lên, hạ. Nhấn mạnh vùng thắt lưng
xuống chân chéo 45 độ. Bam. Hai chân luôn. Lần nữa. Tan 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 tan. Xuống này. Tốt, giữ nguyên ở đây. Tay xuôi. Ấn tay xuống theo nhịp. Hai chân duỗi 45 độ. Giữ nguyên đầu. Gồng cứng cả cánh tay lên. Mỗi lần mình ấn cánh tay xuống, mình hơi cuộn người lên theo tay. Gập thêm cơ bụng trên. Rectus. Giữ. Thôi, nhẹ nhàng hạ. Đây là bài tập cuối cùng. Nào, sẽ khó hơn một chút. Chúng ta sẽ có động tác burpee nha mọi người. Đặt tay ở giữa hai chân. Bật hai chân về phía đằng sau. Giữ lại. Co lùi hai đầu gối về góc 90 độ. Biên kho này, bắt đầu này, lùi về sau. Lặp lại, lùi. Đầu gối thẳng dưới xương hông. Người tạo thành một hình chữ nhật như cái bàn. Lưng song song với mặt đất. Mũi vượt qua đầu ngón tay. Vai đẩy xa tai. Mở lồng ngực ra. Và gồng người chắc chắn. Giữ ở đây. Nào các bạn, đặt bước chân về phía trước. Ấn gót chân trụ xuống. Kéo tay lên. Và thu trở về đầu gối 90 độ. Lặp lại. Tư thế Superman. Và thu trở về. Mình làm nhanh hơn nhá. Bắt đầu. Đưa ra. Và hạ xuống. Làm tay nhẹ nhàng. Đúng không? Một lần nữa. Tốt. Burpee này, bật lên này. Bật nhập về sau. Đưa chân ra. Và làm lại. Burpee, bật nhập. Hạ vào biên kho. Chọc một chân ra. Và đổi sang hướng ngược lại. Lên. 1, 2, 3, 4. Gối phải được đúng góc 90 độ. Tiếp. 1, 2, 3, 4. Kéo chân. Tốt, giữ ở biên kho. Bước chân ra. In, in. Bước từng chân về phía đằng sau. Siết chặt cơ bụng. Người ta đang tập rất nhiều một phần cơ trọng tâm. Bật hai chân ra. 4 lần nữa. 4 3 2 1. And hold. Giữ nguyên ở vị trí này. Biệt kho. Thẳng lưng. Mở ngực, đẩy xuống lên trên cao nào. Superman, đưa một chân sang, thẳng lưng lên. Các bạn chọc cái chân này ngang không nhá. Và thu trở về. Nhớ chưa? Làm càng nhẹ nhàng càng tốt. Và chúng ta làm nhanh hơn. Bắt đầu, chọc ra này, thu về này. Hãy cảm nhận sự chắc chắn của cơ thể. Hai lần nữa. Rốn vào trong. Khi chúng ta đưa chân, chân trụ lại ấn gót chân xuống đất. Chứ đừng tì vào mũi chân. Kết nối bơ khi bằng chung cơm lên. Bắt đầu. 1, 2, 3. Đưa. Out, in. Out, in. Again. Tiếp. Nữa. Phía trước. Try pose, mông chạm vào gót chân. Một bài tập khá là chất lượng đúng không? Các bạn đã bao giờ tập cơ bụng mà 17 phút mà tóc mình không đầm đìa chưa?
Đó, đó là sự khác biệt giữa tập bụng bình thường với cardio up. Kết hợp giữa cardio, tập nhiều cho phần cơ trọng tâm. Nó cũng không phải là những cái bài cardio vận nhảy liên tiếp, nhưng mà nó vào cơ bụng hơi nhiều. Và nó cũng không đau bụng biết đảo. Nên nếu các bạn muốn một cái bài mà đau bụng biết đảo thì đây sẽ không phải là bài phù hợp. Mà bài này nó sẽ giúp là vừa tập cơ trọng tâm này, vừa làm giúp bụng không đốt calo nhiều. Thực ra thì sau một thời gian dài tập luyện và hướng dẫn mọi người tập luyện thì mình thấy những cái bài này nó hiệu quả hơn những cái bài tập cơ bụng rất nhiều hơn. Kéo khỉu tay sang bên, mở lồng ngực ra, giãn cho cái vùng vai và eo lỏng. Giãn cho cái vùng vai và eo lỏng. So if you see me slipping, yeah, yeah, let me know, cause it ain't the end of times yet. I know, but it's getting close. Yeah, I need my face to breathe. That's why I be going ghost. I ain't trying to stay up on that wide road, cause I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Đặt tay ở phía đằng sau, I can't let him take my soul. Cuộn người lại, các bạn có thể đặt chán lên trên thảm. Oh, I can't let him take my soul. Bẻ tay về phía màn hình, nah, 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 mở lòng ra. They thinking I'm bluffing, but I promise I do it. That kid got a drum, like murder and booming. Sending you verb, if I get my little Uzi. They thinking I'm crazy, gon' see you the haters. People I'm saying, get what I'm painting. The picture big, I call it little baby. If I'm on the board, then we playing chess. If you on my way, you gon' need a bed. Big, you like a stretch. All your gun talk, I ain't impressed. My 45 seat rear traffic. That's Dallas, Texas. My little partner called a body for a Maserati. He told him get about the car, hit him with the shotty. That 12 gauge gave him life in the 12th grade. I tried to write him, but we ain't on the same page. I caught him slipping. I just had to let him know. At the end of time's end, I know, but it's getting close. These demons really out to get you, so you better guard your post. There's certain things I could probably let go, but I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Rồi đổi bên nào, đổi bên, nhấn phần hông xuống sâu, mở lồng ngực. I can't take my soul. Ngửa thẳng chân ra, bẻ bàn chân, hít và thở. Và vòng tay, móc chéo lấy chân của mình, úp bụng. Vậy là chúng ta đã kết thúc xong bài tập cardio và up ngày hôm nay. Bài tập này mình xếp nhạc là 17 phút và đối với mình thì đây là một bài tập cực kỳ chất lượng và hiệu quả. Nếu mọi người đã tập cùng với mình theo 5 tháng rồi thì mọi người sẽ thấy là dạo này những cái bài tập của mình nó đã nâng level rồi và bắt buộc những cái người tập của mình nó không còn là như ngày xưa nữa. Chúng mình sẽ phải tập cảm nhận cơ thể nhiều hơn, gồng kho nhiều hơn. Và nếu những cái bài tập này khiến mọi người cảm thấy khó tập thì mọi người hãy tham gia vào cái livestream tập luyện ở trên lịch tháng của mình. Hiện tại thì mình đang có một cái lịch tập tháng như thế này và mỗi ngày thì các bạn sẽ lên trên YouTube copy cái tên bài tập đấy, tìm ở trên YouTube để tập. Và một tuần thì mình sẽ có hai buổi livestream, hai buổi tập và một buổi là livestream để tư vấn và chỉnh kỹ thuật. Thì những cái bài tập này thực sự rất là quan trọng vì khi mình livestream ấy, mình có thể interact, tương tác trực tiếp với tất cả mọi người và hướng dẫn mọi người cách để tập luyện. Và sau 6 tháng livestream thì mình đã cảm thấy là cái cách livestream tập luyện này của mình nó giúp mọi người tăng được thể lực, tiến bộ về mặt kỹ thuật lên rất là nhiều. Vì vậy nếu như mà bạn muốn tham gia sâu hơn vào những cái chương trình tập luyện với mình mà hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể lên trên Facebook Hana Giang Anh, kéo lên phần trên này, bấm vào phần truy cập nhóm Healthy Life with Hana Giang Anh và hẹn gặp lại các bạn ở trên đó nhé. Bye bye.